Mừng ơi, ngày hôm nay của FF cùng với vợ sẽ làm clip nướng món heo mọi người nhá. Đấy, hôm nay mình cùng mới về đi mua món heo cùng với rau với sa tế gì đó mọi người. Giờ lâu lắm rồi mình chưa ăn được món heo mọi người nhá. Đấy, mình có tiền ít thì mình phải mua ít, có tiền nhiều thì mình phải mua nhiều nha mọi người. Rồi thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị lấy củi thì đốt lửa ở đây. Mình nướng ở chỗ trong nhà thì mình quay không được nét lắm. Bây giờ mình sẽ không nói nhiều nhé, chuẩn bị lấy củi đốt ở bên ngoài này. Mạnh lên đấy. Mình sẽ lấy cách cho mọi người, mình bỏ bên ngoài mình nướng món heo mọi người nha. Tránh ra không? Rồi mọi người, ngày hôm nay của Peppa sẽ chuẩn bị đốt lửa mọi người. Đấy thì mình đốt lửa ở bên ngoài thì mình quay rõ nét hơn. Hiện tại hôm nay thì rất là nắng nóng mọi người, ở Gia Lai cũng có mưa mọi người. Rồi mọi người, ngày hôm nay vợ Pep đang đốt lửa thì được rồi mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị lấy món thịt heo thì chuẩn bị rửa thôi. Rửa thì chuẩn bị nướng mọi người. Tại vì cũng lâu lắm rồi chưa ăn được món heo mọi người nhé. Đấy, tại vì mình không có tiền mua mọi người. Mua đây thì kiếm tiền cũng rất là khó khăn mọi người. Đấy, nếu mà không có công việc ở nhà, FF hai vợ chồng phải đi làm đồng này mới có tiền làm clip được mọi người. Đây, hôm nay mình đang mua được món heo đây mọi người. Đây. Món heo ở chỗ đây thì đắt lắm mọi người. Mình mua được 40 thì ít chừng này thôi. Chỗ này bán đắt quá. Nếu mà mình có tiền mình phải ra chợ chiếc xe mua. Chắc mình mua 100 thì chắc nhiều rồi mọi người nhé. Đứng nghịch con. Đây. Bố mẹ làm gì hả? Qua đây. Bố mẹ làm gì? Nói chuyện đi. Nói chuyện để mọi người biết đi. Chào đi. Chào mọi người. Chào. Hello ạ. Hello. Biết không? Đứng nghịch nha. Bố mẹ quay clip đứng nghịch nha. Đây con nghịch quá mọi người. Hello cả nhà. Ngày hôm nay vợ chồng của FF đang đốt lửa thì được rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị lấy món heo thì rửa cho mọi người. Rửa ở chỗ nước cho mọi người nha. Đấy. Đây. Còn đây là rau thảo nhá. Đây là sa tế mọi người. Đây. Sa tế. Còn đây là món thịt heo. Món thịt heo thì đây mình mua được 40 cho mọi người. Bún chụp chỗ đây ít quá mọi người nha. Thôi bây giờ mình sẽ chuẩn bị được thôi. Yeah.
nước hả? Đứng nghịch. Con nghịch quá mọi người. Đứng nghịch. Ngồi ngồi chỗ này đi. Đừng nghịch. Mau. Nghịch quá. Ha gì? Món heo mọi người nha, tại vì hôm nay gió thì cũng rất là mạnh mọi người nha. Đấy, bây giờ mình sẽ nướng mọi người. Còn sau thì mình lấy sa tế thì mình bôi vào cho nó ngon phê mọi người. Đây. Mình bỏ sa tế mọi người. Còn đây thì mình phải nướng ở dưới thôi, tại vì mình bỏ trong cây thì cũng được nha. Giờ chín cái này quá cứng rồi. Cái da heo này thì mình tóc vô con cây thì quá cứng mọi người, mình không bỏ được. Thank you.
Rồi mọi người, ngày hôm nay của Pep đang nướng món heo thì được rồi mọi người nhá. Đấy thì món heo mình nướng thì bị khét hết mọi người. Đấy. Ở bên trong thì bị khét. Thôi thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị ăn thôi mọi người nhá. Đấy thì bị khét như này thì ăn thì vẫn ngon mọi người. Đây. Đây. Thấy không? Quá khét mọi người nhá. Đây. Thì khét bên ngoài thôi nhưng mà bên trong thì vẫn thơm mọi người. Để nó rau nha mọi người. Rau đây thì hư hết đây mọi người. Như này mình không ăn được đâu, mình vứt đi thôi. Mình lấy đẹp như này thì mình ăn thôi. Thôi thì bây giờ mình sẽ cắt dưa leo thì chuẩn bị ăn mọi người nhá. Đứng nghịch con. Ngon không? Hả? Ngon không? Mà ghé là được rồi, nhiều thì sợ ăn không hết được. Em sẽ cắt quả chanh mọi người nhá. Bóp chanh nhá. Cay. Bây giờ mình sẽ lấy ra một món heo đây. Bây cần món heo thì quá khét mọi người. Bên ngoài thì khét nhưng mà bên trong thì vẫn ngon nhá mọi người nhá. Hello mọi người, ngày hôm nay của Pep cùng với vợ nướng món heo thì được đó mọi người nhá. Đấy, còn đây là món heo, còn đây là dưa leo với rau với nuôi cơm. Hôm nay vợ chồng Pep đang nuôi cơm thì ăn cùng buổi tối mọi người nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị ăn mọi người, mời mọi người ăn cùng với gia đình của Pep vào buổi tối mọi người nhá. Ăn đi. Đây. Mời mọi người nhá. Quá ngon mọi người.
mình ăn cùng, cùng rất là ngon mọi người. Giờ lâu lắm rồi mình chưa ăn mọi người nhé, hơn 10 tháng rồi chưa ăn mọi người. Còn món heo đây mọi người mình mua ở chỗ trong làng thì 40 thì ít thôi. Nếu mà mình có tiền mình phải ra chợ ở bên DC thì mình mua 100 thì ăn cũng hết được mọi người. Đấy thì hôm nay hai vợ chồng thì ăn vào buổi tối, bữa ăn cơm buổi tối mọi người. Mọi người comment ở chị này vợ em già rồi. Nói chung thì em già rồi phải không? Hả? Em già rồi hả? Đấy thì già bên trong còn non mọi người. Đấy. Già thì bên trong còn non thôi. Mọi người đừng nói như vậy. Nói như vậy thì vợ em buồn lắm mọi người. Mưa không nhỉ? Nếu mà mưa thì người dân ở đây chắc là sướng mọi người. Hơn mấy tháng mà hơn chỉ có mưa mọi người. Hôm bữa thì mưa thì mỗi ngày mưa thôi. Mưa rào mọi người. Bữa này ca thì lên giá nhưng mà thời tiết cũng rất là nóng. Không có mưa mọi người, nước giếng không khô nữa. Ở đây thì nước giếng trong làng toàn bị khô hết mọi người. Ca thì cũng hẹo hết. Nếu mà mưa sớm thì càng sướng. Ngày hôm nay của Pep cùng với vợ làm món heo thôi mọi người nhá. Đấy, hôm nay mình quay video thì cũng vào buổi tối rồi. Thôi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay. Còn ít chừng này thì mình phải đưa lại cho con mọi người. Đấy thì con của Pep đi chơi rồi, cũng rất là phá mọi người nhá. Mình quay video thì nghịch quá. Mình nói không nghe qua, ý là không nghe lời bố mẹ nói mọi người nhá. Thôi thì bây giờ mình sẽ dừng video ngày hôm nay. Nếu mà mọi người cũng thấy video hữu ích, nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho hai vợ chồng để hai vợ chồng có động lực ra về sống hơn nhé. Bye bye.